Sáng thứ Sáu tuần trước, mình nhận một cuộc gọi dài 15 phút từ Mỹ của Việt. Việt là khách hàng và cũng là bạn viết lách với mình từ 2 năm nay. Mình với Việt ban đầu trao đổi về công việc. Phần lớn thời gian còn lại, bọn mình nói tới một chủ đề phức tạp và đáng để bàn sâu hơn. Đó chính là lý do khiến Việt nhấc máy gọi cho mình từ bên kia đại dương. Việt chia sẻ, sau khi cài đặt chế độ theo dõi thời gian sử dụng smartphone, cậu ấy kinh ngạc khi biết mình sử dụng điện thoại 60 tiếng một tuần. Trung bình một ngày, Việt tương tác và giải trí 6-7 giờ trên smartphone. Việc không thể nào ngừng lại được hành động chốc chốc lại cầm vào smartphone dù đang làm việc hay viết lách. Vì đặc thù của công việc, việc liên tục phải check tin nhắn của khách hàng, của đối tác. Cứ khi nào không chạm vào smartphone, việc cảm thấy bồn chồn và thiếu vắng một cái gì đó. Dù ý thức được phải tập trung, nhưng việc vẫn không thể nào kiểm soát bản thân trước việc loại bỏ sự sao nhãng của điện thoại. Vấn đề việc cũng giống như bao thế hệ 20 và 30 tuổi hiện nay. Dù đã học và làm ở một môi trường đòi hỏi năng lực cao, nhưng việc vẫn bị sao nhãng và không thể kiểm soát hành vi vô thức bắt nguồn từ những thiết bị công nghệ, điển hình là smartphone. Trên đây là phần mở đầu của bài viết Cô lập bản thân trong thời đại số của tác giả Đức Nhân viết và đăng tải trên nền tảng Spyroom để bàn về cách để tăng tập trung, tăng năng suất công việc và chất lượng cuộc sống trong thời đại số hóa. Tóm lược lịch sử phát triển của thông tin. Con người là sinh vật sống theo cộng đồng. Cộng đồng là nơi khởi nguồn của những thông tin. Chúng ta chia sẻ và hấp thu các thông tin một cách vui vẻ, hứng thú và có tính kết nối. Con người không chỉ là sinh vật sống cộng đồng và có nhiều cảm xúc, mà còn là kiểu sinh vật có sự chú ý rất lớn về các thông tin. Thông tin ban đầu được gói gọn trong những điều cơ bản nhất, các nhu cầu của con người, những sự nguy hiểm liên quan tới sống còn hay kêu gọi sự hợp tác, làm việc cùng nhau. Dần dần, khi các cộng đồng phát triển và biến đổi thành những nền văn minh đầu tiên, thông tin được coi là thiết yếu và quan trọng đến mức con người đã sáng tạo ra một thứ để quản lý sự phiền toái, đó chính là chữ viết dưới dạng ký tự. Nhưng, những người biết chữ không phải là điều phổ biến trong xã hội văn minh cổ đại. Cùng với ngôi báo, của cải thì chữ viết là thứ thuộc về các tầng lớp vua chúa, quý tộc hay các nhà tiên tri. Bản chất của thông tin qua ngôn từ trong thời điểm đó mang tính phổ quát, đầy đủ, không thừa thải và có tính cảnh báo nguy hiểm. Thông tin và chữ viết chỉ trở nên phổ biến sau khi máy in ra đời. Chữ viết và thông tin dưới dạng sách qua một giai đoạn lại rẻ hơn và phổ biến hơn. Đặc quyền đưa ra thông tin đã bị tước khỏi tầng lớp tinh hoa. Sách đã thống trị thế giới tri thức trong một thời gian dài, từ thời cổ đại cho đến cuối thế kỷ 20. Nhưng từ đầu thế kỷ 21, tức thời điểm hiện tại, vai trò và tầm quan trọng của sách, dạng thông tin tổng quát giá trị cao, đã bị xoán khỏi ngôi vương. Thứ đá bay sách khỏi ngai vàng được gọi là Internet, cùng với các thiết bị công nghệ hỗ trợ Internet triển khai mạng lưới vô tận của mình. Internet và các thiết bị công nghệ đã phát tán một lượng thông tin khổng lồ đến mức sức tiêu thụ của mỗi người chỉ là con kiến so với con voi, hình tượng ẩn dụ của thông tin mà Internet đem lại. Nhưng tin xấu ở đây là 90%, tùy vào mức độ đánh giá của mỗi người, thông tin trên Internet mà mỗi con người tiêu thụ thường là những thông tin vô thưởng, vô phạt, được gọi là tin rác trong thời đại công nghệ số, bao gồm cả email spam hay link dẫn dụ bạn click vào quảng cáo được ngụy trang bằng những hình ảnh đẹp đẽ. Sự quá tải thông tin trong thời đại số đến từ tiến bộ công nghệ. Trong suốt một thời gian dài, tổ tiên, các thế hệ đi trước chúng ta không phải tiếp thu những luồng thông tin nhiễu như bây giờ. Nhận thức nguyên thủy con người từ khi vẫn sống cùng nhau trong các bộ lạc tới các siêu đô thị ngày nay xoay quanh hai điều cốt lõi, đó là đảm bảo các nhu cầu cơ bản và truy cầu sự công nhận của xã hội. Công nghệ và Internet biết rõ nhu cầu và cũng là nhược điểm của chúng ta. Sự kết nối liên tục và không ngừng tiêu thụ thông tin khiến con người ngày nay thường không thể suy nghĩ điềm tĩnh và sâu sắc được. Ngay bây giờ, khi lướt ngón tay trên chiếc smartphone của mình truy cập vào các ứng dụng đang cài đặt trong máy, bạn có nhận thấy mọi ứng dụng đều có ít nhất hai điểm chung hay không? Chúng đều có những âm thanh tinh tinh như tiếng kim loại rơi và các con số hiển thị thông báo có màu đỏ. Những âm thanh tinh tinh đó được các nền tảng tạo ra nhằm thu hút sự chú ý của bạn. Thời cổ xưa, những tiếng huýt sáo, những tiếng gõ nhẹ vào kim loại cũng chính là tín hiệu và sự cảnh báo giữa con người với nhau trước một sự kiện cần sự tập trung cao độ như đi săn hay chạy trốn kẻ thù. Những tiếng chuông reng 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 trước đây khiến chúng ta dù đang làm gì hay bận bịu đến đâu cũng phải nhào tới nhận cuộc gọi. Chúng ta cảm thấy cuộc gọi đó là quan trọng và kết nối với chính dòng sự kiện và cuộc sống của mình. Màu đỏ hiện trên các thông báo, notification trong smartphone và các ứng dụng có cùng bản chất với màu đỏ của máu. Cảnh báo một điều nguy hiểm cần phải chú ý, kích hoạt sự căng thẳng của cảm xúc và chú tâm cao độ ở con người.
Thời xa xưa, con người lần theo vết máu thú vật để lại, hạn chế tối đa việc chảy máu, như thế đồng nghĩa với cái chết. Giờ đây, các nền tảng công nghệ khi đã chi ra hàng tỷ đô la để hiểu về hành vi, cảm xúc của người dùng bị chi phối bởi những giác quan cơ bản nhất trong âm thanh lẫn màu sắc. Tiến bộ về công nghệ chính là chiếc hộp Pandora. Đi kèm với những tiện ích công nghệ đem lại thì công nghệ cũng khiến con người tiêu tốn vô số thời gian và sự chú ý vào những thông tin nhảm nhí trên Internet. Đây không phải là sự vô tình hay cái giá phải trả cho tiến bộ công nghệ. Đây là chủ ý của đa số các công ty công nghệ. Họ muốn người dùng sử dụng smartphone và trải nghiệm ứng dụng càng lâu càng tốt. Thời gian của bạn là tiền của họ. Đây chính là cách các công ty công nghệ kiếm tiền. Tác giả cuốn Deep Work, Cal Newport đã mô tả những thông báo trên các ứng dụng không khác gì máy đánh bạc. Mỗi lần bạn mở smartphone lên xem, nghĩa là bạn đang đánh cược với chính mình xem bạn sẽ nhận được gì từ những thông báo kia. Điểm thú vị của thông tin trên Internet thông qua các ứng dụng hay nền tảng web là không thể biết trước thông tin nào gây tò mò, thông tin nào nhạt nhẽo. Nhưng điều đó lại khiến cho việc liên tục kiểm tra smartphone trở nên hấp dẫn và tạo thành thói quen dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi đã biết lý do của vấn đề, thì việc tiếp theo là phải tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vậy, vấn đề của chúng ta ở đây nằm ở đâu? Cô lập bản thân khỏi smartphone. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Thiết lập quá trình Deep Focus từ những hành vi đơn giản nhất. Deep Focus là một tính năng mình kích hoạt trên một ứng dụng tải về trong iPhone. Khi Deep Focus được kích hoạt, điện thoại mình trở thành cục gạch theo đúng nghĩa đen. Mọi ứng dụng đều bị khóa. Cả camera hay photo cũng không sử dụng và truy cập được. Chỉ trừ đúng chức năng nghe gọi đến từ số thuê bao mới liên lạc được với mình. Một chu kỳ Deep Focus kéo dài 120 phút. Mình lặp đi lặp lại đến 5-6 lần liên tục như vậy, từ 7 giờ sáng cho tới 22 hay 23 giờ đêm. Người bạn Việt của mình có hỏi mình tại sao mình có thể tập trung trong một khoảng thời gian dài đến như vậy mà không phải chạm vào điện thoại. Mình trả lời Việt rằng quá trình Deep Focus đó có những khoảng thời gian mình không chỉ viết hay đọc mà còn đi bộ, suy nghĩ và tư duy nữa. Deep Focus không chỉ là khái niệm về sự tập trung toàn bộ cho công việc. Deep Focus là cô lập bản thân trước những tín hiệu của sự kết nối đến từ smartphone, đến từ các nền tảng social network và bất cứ điều gì khiến mình sao nhãng và đi chệch khỏi những mục tiêu của bản thân. Deep Focus cũng có nghĩa là chẳng biết gì trên mạng nhưng lại làm những thứ cho bản thân mình. Mình chia sẻ những cách giúp việc gia tăng được sự tập trung và giá trị của giây phút trong ngày bằng cách: thứ nhất, lên lịch làm việc, to-do list cho mỗi ngày của mình càng chi tiết càng tốt. Thứ hai, thay thế tính đa chức năng của smartphone bằng các vật dụng hàng ngày, ví dụ như đồng hồ để bàn, radio nghe podcast. Thứ ba, thay đổi những hành vi nhỏ nhưng có tác động lớn, ví dụ như thay vì đặt điện thoại ở cạnh giường thì đặt sách hay sổ ghi chép, nghe nhạc không lời, uống cà phê hoặc trà, gia tăng sự tập trung và hiệu suất làm việc. Thứ tư, thiết lập những giờ Deep Focus trong ngày dựa trên giờ sinh học và khoảng thời gian tập trung nhất, sử dụng đồng hồ báo giờ để theo dõi quá trình Deep Focus. Thứ năm, khi bị sao nhãng hay mất tập trung, chuyển sang làm những việc khác, nhưng những việc này vẫn gia tăng giá trị cho công việc quan trọng. Ví dụ, đọc sách chuyên ngành, ra ngoài đi dạo 15 phút, v.v. Thứ sáu, sử dụng giấy nhớ, sổ ghi chép, ghi lại những trạng thái của nội tâm mỗi khi tập trung nhất và mất tập trung nhất. Từ đấy có thể đo lường chính xác khoảng thời gian hiệu quả và không hiệu quả. Một tuần sau khi việc áp dụng những phương pháp mình chia sẻ, đã có những chuyển biến khả quan đến mức việc gọi cho mình thông báo kết quả. Việc nói rằng những ngày chủ động cô lập bản thân là khoảng thời gian việc cảm thấy thoải mái và hiệu quả nhất kể từ khi hạn chế thời gian sử dụng smartphone. Giờ đây, việc thức dậy cùng những hành vi mới. Thay vì cầm điện thoại thì việc nằm trên giường, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu lấp lánh qua cửa sổ. Thay vì check tin nhắn trên smartphone, việc viết to-do list những việc cần phải làm và hoàn thành trong ngày. Viết xong, việc tìm kiếm động lực từ việc thực hiện những việc cơ bản nhất như tập thể dục, chuẩn bị đồ dùng, trang phục cho ngày mới. Thay vì lướt mạng, việc đọc sách. Thay vì nghe nhạc tùy tâm trạng, việc lựa chọn thứ âm nhạc gia tăng cảm hứng làm việc. Tất nhiên, không thể thiếu bước khởi động ứng dụng Focus Mode trên iPhone nhằm vô hiệu tính hữu dụng của thiết bị này và cũng là khởi nguồn của sự sao nhãng.
Việc sử dụng khoảng thời gian trước đây tiêu tốn cho thông tin, giờ chuyển sang cho những hoạt động đem tới nhiều lợi ích khác như đi dạo, tập gym, tham gia các khóa học online, rồi bắt đầu xử lý công việc năng suất và hiệu quả hơn. Trong quá trình làm việc, việc chia nhỏ những khoảng thời gian ra để xử lý công việc hiệu quả hơn, việc kiểm soát cả ý thức lẫn thời gian và đi vào thẳng quá trình làm việc deep focus, siêu tập trung của mình, cứ như thế, lặp đi lặp lại liên tục cho tới khi 8 tiếng làm việc kết thúc. Cuối ngày, việc về nhà mà vẫn còn rất nhiều năng lượng. Việc có thời gian trò chuyện với bố mẹ, đi gặp bạn bè hay những mối quan hệ thân thiết. Giờ đây, việc chú tâm vào từng khoảnh khắc, cảm nhận rõ dòng chảy, flow trôi qua và hoàn toàn kiểm soát dòng chảy này hướng vào những gì cần phải làm thay vì những gì bị sao nhãng. Quan trọng hơn cả, việc nhận ra rằng việc ngắt kết nối không khiến công việc kinh doanh của mình bị ảnh hưởng. Ngược lại, việc càng có nhiều thời gian và sự tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hơn. Mình và Việt cùng nhau chốt lại những lợi ích từ việc cô lập bản thân để đạt được trạng thái deep focus trong thời đại số như sau. Nhiều năng lượng và động lực mỗi ngày hơn. Cảm thấy bản thân kiểm soát và sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Làm được nhiều việc với sự tập trung cao hơn. Có thời gian chăm sóc bản thân và các mối quan hệ hơn. Và cảm nhận rõ sự phát triển của cá nhân qua từng ngày. Từ cô độc tới cô lập bản thân khỏi công nghệ số. Mỗi con người trong chúng ta được số phận trao cho tư duy, lý trí và khả năng độc nhất để thực hiện tất cả những gì chúng ta muốn. Từ đây, bạn tin rằng bạn kiểm soát bản thân và tạo ra một cuộc đời cho riêng mình. Điều này đúng, nó đã từng diễn ra rất lâu trước khi công nghệ xuất hiện. Giờ đây, với tiện ích và sức mạnh công nghệ đem lại, ngày nay các hành vi của con người đã trở nên giống nhau nhiều tới mức chúng ta lại chẳng hề nhận thấy. Trong quá khứ, những tiến bộ công nghệ đã nâng cao con người từ loài vật hai chân lên nấc thang sắp sửa ngang hàng với thánh thần. Còn hiện tại, các công ty công nghệ, các ứng dụng được tạo ra với mục đích duy nhất đó là đánh cắp thời gian và thao túng hành vi của chúng ta. Chúng ta sử dụng những chiếc iPhone giống nhau, cài đặt những ứng dụng như nhau, xem và đọc những tin tức giống nhau. Và nghiêm trọng hơn cả là chúng ta coi đó là xu hướng, là văn hóa trong thời đại số. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Việc tiêu thụ thông tin hay ho và thú vị một cách ồ ạt liên tục trong một thời gian tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Thông tin ngắn khiến cho hệ thần kinh chúng ta không thể tư duy lâu dài và hiệu quả về những vấn đề lớn. Khi đã ưa thích những cái nhanh và ngắn, bạn rất khó có thể quay trở lại với nhịp điệu chậm rãi, tiêu tốn thời gian hơn, nhưng tư duy hiệu quả hơn như trước đây nữa. Thực tế là giờ đây con người thèm muốn nhiều thông tin hơn nữa. Cũng giống như những thông tin ngắn có tính lan truyền nhanh như một con virus, sự nôn nóng trải nghiệm này gây ảnh hưởng những khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Mình chỉ biết một cách duy nhất để kết thúc các vòng tròn luân hồi của sự khổ ải trầm luân trong thời đại số này là cô lập bản thân khỏi những cám dỗ của nó, bắt đầu từ việc sở hữu một phẩm chất. Phẩm chất này như một chiếc áo giáp, một trường năng lượng bảo vệ bản thân chúng ta khỏi tác động tiêu cực của công nghệ. Từ phẩm chất này khởi sinh một tính cách kỷ luật để vượt ra sự kiểm soát của Internet và công nghệ, nhưng vẫn tận dụng và học hỏi những gì công nghệ số đem lại một cách có chọn lọc. Phẩm chất này nghe đơn giản đầy nhàm chán và mệt mỏi, đó là chịu đựng được sự cô độc. Để có thể cô lập bản thân, bạn phải là người có thể chịu đựng được sự cô độc. Sự cô độc giúp bạn thay vì hướng ra thế giới bên ngoài, bạn tập trung toàn bộ vào bản thân mình, bỏ qua mọi sự mời gọi từ các tín hiệu thông tin và kết nối. Sự cô độc giúp bạn hình thành những hành vi và thói quen tốt một cách chậm chạp. Trong quá trình này, bạn cũng học được cách kiểm soát bản thân trước thói quen cũ gây lãng phí thời gian. Đây là thời điểm rất mệt mỏi, đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng cũng là lúc bạn học mài dũa sự kiên nhẫn và chú ý tới từng chi tiết. Từ thời gian, suy nghĩ và những hành vi của mình. Từ đây, bạn tạo ra những thói quen mới và duy trì những thói quen này một cách có ý thức. Khi bạn ý thức về những gì mình đang làm, bạn sẽ không trở thành một con người bị lệ thuộc vào công nghệ số, vốn đang thao túng và biến đổi hành vi nhiều người khác. Ngược lại, bạn còn tận dụng sức mạnh của công nghệ số đem lại, đặt lên đầu nó chiếc vòng kim cô kiểm soát khả năng vô tận của nó. Khi bạn cô độc, bạn học được cách ý thức về bản thân mình và thế giới xung quanh. Khi ý thức được về bản thân cũng là lúc bạn nhận ra rằng cô lập bản thân là điều cần thiết cho sự phát triển về cả thể chất và tâm trí trong thời đại số. Điều thú vị nhất khi cô lập bản thân khỏi công nghệ số không có nghĩa là bạn chẳng thể nào tận hưởng được những điều đẹp đẽ và có giá trị. Bạn cô độc, bạn chủ động cô lập bản thân như một nhà tu hành trong thế giới công nghệ số, nhưng đồng thời bạn cũng là người trải nghiệm mọi thứ một cách trọn vẹn hơn bất cứ ai. Bạn biến mất khỏi thế giới số, nhưng sẵn sàng kết nối vào dòng chảy của cuộc sống, đích thực để cảm nhận mọi cung bậc mà cuộc sống của bạn trao cho bạn. Đây là giá trị lớn nhất của việc cô lập bản thân trong thời đại số. Hãy nhớ, bạn không phải là nô lệ của công nghệ số, bạn là ông chủ của cuộc đời mình. Công nghệ chỉ là một công cụ giúp bạn khai thác những tiềm năng lớn lao bên trong bản thân bạn mà thôi.
Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Spyroom nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi.